Mới đây, một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến cho nhiều người bức xúc, đang gây xôn xao trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Theo đó, một tài xế lái ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ. Tuy nhiên, khi bị nhắc nhở, người này thay vì xin lỗi, lại giở thói côn đồ, lăng mạ, hành hung người đi đúng phần đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 38 phút tối ngày 10 tháng 10, hướng đi Hưng Yên, Hải Dương. Một người phụ nữ điều khiển ô tô lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một ô tô khác đi ngược chiều chắn lối. Nam tài xế của ô tô ngược chiều vẫy tay, ra hiệu ô tô đối diện chuyển sang làn đường khác. Hành động khiến người phụ nữ bất bình, không hiểu vì sao tài xế lại ngang ngược như vậy. Cô lớn tiếng, buồn cười nhỉ, chú đi ngược chiều rồi chú còn thích gì? Tài xế lúc này bước xuống xe, tiến đến ô tô của người phụ nữ, liên tục chửi bới thách thức. Tao tẩn cho bây giờ, xi nhan rồi. Người phụ nữ vẫn bức xúc cho rằng tài xế hoàn toàn sai và không thể bắt cô nhường đường như vậy được. Kết thúc đoạn clip, camera hành trình ghi lại những tiếng động lớn phát ra từ buồng ghế lái xen lẫn tiếng chửi của người đàn ông. Thông tin với báo chí, đội cảnh sát giao thông công an huyện Gia Lộc, Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo từ chị DTT, sinh năm 1999, ở huyện Kim Thành, Hải Dương. Chị T cho biết tối ngày 10 tháng 10 đã bị tài xế ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 38B hành hung đe dọa. Chỉ huy đơn vị đã hướng dẫn chị T sang trình báo đội hình sự công an huyện Gia Lộc để xác minh, điều tra theo thẩm quyền. Đại diện đội cảnh sát giao thông cho biết, với lỗi đi ngược chiều nêu trên, tài xế ô tô 17A30092 sẽ bị xử phạt 1,5 đến 2 triệu đồng. Đoạn video ghi lại tình huống nói trên được đăng tải trên một số diễn đàn mạng xã hội, thu hút đông đảo sự chú ý. Đa phần người xem qua vụ việc đều tỏ ra rất bức xúc trước hành vi lái xe bất chấp nguy hiểm, thái độ xem thường pháp luật của tài xế ô tô. Tài khoản Ngọc Mai phẫn nộ, giải phân cách rạch ròi thế mà vẫn cố tình đánh lái đi ngược chiều được, không xem luật lệ ra gì. Tài khoản NM bình luận, đàn ông mà đánh phụ nữ thì thật quá hèn hạ, đã sai còn thái độ, hy vọng cảnh sát giao thông phạt một lần cho nhớ. Tài khoản LA viết, tài xế này phải tước bằng lái ngay, coi thường tính mạng người khác. Hiện vụ việc đang được đội hình sự công an huyện Gia Lộc thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo.